Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một app IELTS mới mà mình rất thích trong thời gian gần đây. Cái app IELTS này mình biết đến là do chị Huyền Nguyễn The IELTS giới thiệu cho mình và mình cực kỳ thích luôn. App IELTS đó tên là IELTS ECCYL hay còn gọi là English Can Change Your Life. Và cái app này có cả trên Android và iOS, vậy các bạn thì thoải mái download về mà dùng thử nhé. Đây chính là cái giao diện của app. Hiện tại đây là phiên bản mới nhất của app và được cập nhật thêm rất là nhiều chức năng. Đầu tiên mình thích nhất đó chính là cái Switch Language này. Ở đây có tận 7 ngôn ngữ cơ. Tiếng Anh này, tiếng Trung này, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Nói chung là không cái app này tên IELTS nhưng mà dạy rất là nhiều ngôn ngữ. Ví dụ như là tiếng Trung nhá. Đây, tiếng Trung khi mình ấn vào thì có rất là nhiều giáo trình tiếng Trung và mình theo tiếng Trung ở đây luôn. Cũng đơn giản như vậy ở tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp. Ở đấy, các bạn học mọi ngôn ngữ ở trong cái app này luôn. Quay lại tiếng Anh nhá, thì mình dùng cái app này khoảng được 1 tháng rồi và thấy nó rất là hữu ích. Thì đây là cái phần đầu tiên, đó là những cái mà được cập nhật mới nhất và được nhiều người đọc nhất là trong cái phần này. Còn ở trong những cuốn sách thì đây là giao diện của nó. Có rất là nhiều sách luôn các bạn ạ. Cái cuốn đầu tiên là cuốn mình thích nhất và cuốn mình nghe nhiều nhất trong gian gần đây, đó là 1000 English Collocations in 10 Minutes a Day. Xuống dưới là rất nhiều các sách về nhiều kỹ năng khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau, như là series Cambridge từ 1 đến 13 này, cập nhật đến tận quyển mới nhất luôn, cái bộ Complete IELTS kinh điển từ Ben 4.5 đến Ben 7.5 có luôn này, có cả chuyện Diary of a Wimpy Kid, cậu bé nhút nhát, rồi rất là nhiều thể loại sách khác nhau có hết đây các bạn ạ. Mình nghĩ là tất cả những quyển sách mà được recommend hiện tại thì đều có trong cái app này hết. Nên là các bạn chỉ cần học hết trong đây thôi là mình nghĩ là quá đủ để đi thi rồi. Thì đây chính là giao diện qua của cuốn sách này. Thì mình hãy thử vào một cuốn sách và mình học thử nhá. Lấy thử quyển Cambridge IELTS 13 này đi. Đây, thì đây là giao diện tổng gồm hai kỹ năng listening và reading. Thì reading đây có nhiều chủ đề là lấy các bài đọc trong reading nhé. Thì hôm nay mình chọn một chủ đề mà mình thích này, như oxytocin đi, hormone tình yêu. Các bạn nhìn đây là cái giao diện bình thường của cái app này. Nó là tiếng Anh ở bên trên và tiếng Việt được translate ngay ở bên dưới. Những từ highlight màu đỏ là những là cái từ mới mà chúng ta nên nhớ và là những cái mà viết lấy được những cái ben điểm cao trong kỳ thi. Ví dụ đây là pituitary gland, là tuyến yên, là một từ rất là academic và bạn có thể lấy được cái band cao hơn rất nhiều. Đây là cái chế độ mà app cài đặt sẵn, nhưng bạn có thể dùng cái chế độ khác ở trong phần cài đặt ở đây. Bạn nhìn đây là chế độ vocab thì là những từ mới sẽ hiện lên và được in đậm. Còn ở chế độ normal thì là những cái từ mới sẽ được che đi. Và đây rất là hay cho mình sau khi mình thuộc từ mới rồi, bây giờ mình chỉ cần đọc lại và những cái từ mới đây nó sẽ không hiện lên và mình sẽ phải tự nghĩ ra là cái từ nào là từ mình cần nhớ và mình đã nhớ rồi. Rất là hay luôn phải không ạ? Và đặc biệt là cái mình thích nhất nữa là khi mà mình đọc như vậy, mình vừa luyện đang đọc, mình vừa nhớ từ mới, mình vừa thể nghe nữa. Chẳng hạn như khi mình ấn vào cái dòng tiếng Anh các bạn nhìn đấy nhá, thì mình nó sẽ tự động đọc cái dòng ấy ra và mình có thể nghe phát âm chuẩn luôn, học phát âm qua bài đọc này luôn. Ví dụ này. The positive and negative effects of the chemical known as the love hormone. Đấy, rất đơn giản thôi thì mình đã nghe được cái đọc ở dòng đầu tiên rồi. Cứ như vậy là mình vừa đọc, vừa học từ mới và mình vừa nghe nhé. Và sau cái bài đọc này thì khá là dài đây. Thì ở dưới nó sẽ có một cái vocab list. Vocab list đây là tổng hợp lại tất cả những cái từ mới mà trong cái bài này mà được nhiều người recommend nhất. Nói chung là một ngày mình chỉ đọc đúng một bài thôi và đọc đi được lại nhiều lần. Và một tháng qua thì mình đã trau dồi được khá là nhiều vocab mới đấy. Nói chung là mình thấy rất là hay. Đến kỹ năng listening hoặc là speaking nhé, mình chọn một quyển khác đi. Đây, mình chọn quyển mình thích nhất đây, chính là quyển 1000 English Collocations in 10 Minutes a Day. Quyển này thì có rất là nhiều chủ đề từ family, relationships, behavior, feelings, nói chung là rất nhiều chủ đề. Và tại vì tài khoản của mình tài khoản VIP nên là nó sẽ full các chủ đề ở đây. Nhưng mà nếu bạn dùng tài khoản thường thì cũng ok thôi, tại vì cũng có khá nhiều chủ đề để học đấy. Thì mình chọn một chủ đề thử nhé, như là collocation about eating đi. Đây, đây là giao diện khi vào nhé. Thì vẫn là như bình thường, nó vẫn sẽ là tiếng Anh ở trên và tiếng
translate ở dưới, và những từ in đậm, nó là từ mới mình cần học, rất là hay. Và đặc biệt là trong cái phần listening này, mình thích nhất là khi mà mình nghe thì nó sẽ đi cùng với cả phụ đề của mình ở dưới Anh Việt luôn cùng với cái giọng trong audiobook. Đây ví dụ này. Lesson 7, eating. My mother radically changed her eating habits a few years ago. In the past, she ate a lot of junk food, food that is not nutritious or healthy, and was overweight. Đây, chỉ là một ví dụ rất đơn giản trong một cái đoạn này thôi, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ, cái dòng transcript và cái dòng dịch của transcript sẽ đi cùng với cái giọng trong audiobook. Rất là phù hợp để mình có thể vừa nghe vừa hiểu một lúc luôn. Và đặc biệt là nhờ cái này thì mình có thể học phương pháp nhại theo người bạn ngữ nói. Mình sẽ đọc trước, sau đó mình sẽ nhại theo. Khi mà họ phát đến cái câu đấy, chẳng hạn như câu này, mình sẽ học trước là In the past, she ate a lot of junk food and was overweight. Mình sẽ đọc trước nhiều lần như vậy. Và khi người bạn ngữ đọc đến đây thì mình sẽ cố gắng nhại theo và theo đúng tông giọng và ngữ điệu của người bạn ngữ. Đặc biệt đây, các bạn mới học thì có chức năng rất là hay, đó chính là chức năng mà respite. Sorry, đây. Nó là cái này đây. Respite nghĩa là bình thường mình sẽ để tốc độ 1 chấm hoặc 1.25, tại vì mình học tiếng Anh cũng khá là lâu rồi. Còn các bạn mới học thì có để ở chức chức năng khoảng tầm 0.5 đến 0.7 thôi, là mình nghe cho chậm hơn. Ví dụ nhá, mình cho về 0.7. Sometimes she would try to go on a diet. Eat less food and healthier food. Đấy, ví dụ rất đơn giản của tốc độ chậm hơn thì các bạn mới học có thể học cái tốc độ như vậy để giúp mình nghe được rõ ràng hơn. Nhưng mà càng về sau các bạn cố gắng lên tốc độ cao hơn nhé, để mình có thể theo chuẩn giọng bản ngữ nhé. Và từ đây là mình học được nghe này, học được nói này, học được từ mới và học thêm kỹ năng nói của mình trong rất là nhiều nhờ cái app này, cái phương pháp nhại chính tả này. Đấy. Đây chỉ là một vài cái ưu điểm cơ bản của cái app này thôi. Mình sử dụng cũng chưa được lâu nên là mình cũng không thể gọi là review hết tất cả chức năng được. Nhưng mình thấy đây là một app rất hữu dụng trong thời gian vừa qua mà mình tìm hiểu. Nói chung là sau một thời gian dài struggling với cái mình phải học, cái gì học bây giờ và những cái trang web mà mình cần học, thì đây là cái app mà mình thấy the best choice I have in the at present. So thực ra là tài khoản VIP. Còn bình thường các bạn cũng có những cái bài học cơ bản trong cái app này, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên đăng ký một tài khoản VIP thì có nghĩa là tốt hơn. Tại vì hiện tại như là mình nhớ không nhầm thì chỉ có 500.000 cho một năm thôi, mà nếu bạn học sinh sinh viên thì còn được giảm tận 20% cơ. Tính ra thì khá là rẻ phải không ạ, và rất đáng để đầu tư cho sự nghiệp IELTS của chúng mình. Đây là những cái review cơ bản của mình về cái app này, và mình rất là recommend các bạn dùng cái app này. So thank you for listening and see ya.